Hoàng Anh Nhà Tốt xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 2 căn nhà mới nhất tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 2 căn bán 1 và chỉ còn 1 căn với cái đường ngõ trước nhà thực tế đây quý vị ạ. Ngõ trước nhà 2m cách với lại có 20m là ra tới đường ô tô đi lại được. Hướng nhà là hướng Tây Nam. Thiết kế của ngôi nhà 4 tầng theo cái phong cách hiện đại nhất và sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà luôn. Giá bán chỉ có 2 tỷ nhỉnh một xíu thôi. Giá bán em để ở dưới phần miêu tả cho quý vị, bởi vì cái giá bán chủ nhà có cái sự thay đổi thương lượng lên xuống ra giảm, cho nên em sẽ để giá dưới phần bình luận để có thể tiện cập nhật cái giá mới nhất cho quý khách hàng. Mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể ngôi nhà 4 tầng này. Và đây là căn nhà 4 tầng xây mới, phong cách hiện đại, thoáng, diện tích 31m2, 4 tầng chuẩn chỉnh. Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà. Với phần cửa chính thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Ở đây, chủ nhà thiết kế phần phòng khách lắp cho quý vị một cái vách PVC giả đá, cái tấm ốp nano để quý vị kệ trang trí TV. Quý vị có thể thiết kế phòng khách ở đây tương đối là hợp lý. Và với cái giá bán rất là rẻ tại thời điểm hiện tại quý vị nha. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. 2 căn bán 1 và còn 1 căn hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong xuôi. Vị trí của ngôi nhà này gần với gì ạ? Gần với Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa, gần với lại trường Đại học Phenica, gần ngã tư Lê Trọng Tấn, gần khu đô thị Đô Nghĩa, gần bến xe Yên Nghĩa, gần trục đường quốc lộ 6. Phù hợp cho quý vị nào đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Trương Mỹ, đi làm ở Hoài Đức, hoặc quý vị đi làm theo trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, hoặc quý vị có thể đi theo tuyến đường sắt trên cao Cát Linh đi làm. Nói chung nếu như mà đường Hà Nội phạm vi khoảng tầm 12-13 km quay đầu tới ngôi nhà này rất là ok. Đây là phần không gian phòng bếp. Với phần phòng bếp được chủ nhà thiết kế hoàn thiện, chỉnh chu, đầy đủ. Xung quanh bếp thì là ốp gạch, mặt bếp ốp đá granite với cái chất liệu bếp tủ bếp gỗ MDF chống cong vênh, phụ kiện đầy đủ, chậu rửa, vòi rửa và phụ kiện bếp lắp đặt xong hết. Trong cái không gian phòng bếp này thì chủ nhà ốp toàn bộ gạch lên từ trần này cho quý vị rất là sạch sẽ. Ngoài ra, ngoài phòng khách, phòng bếp thì chủ nhà thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đầy đủ công năng, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. 4 tầng này thì ở phía dưới tầng 1 có bể ngầm 2 khối 8 để trữ nước sạch. Đồng thời ở trên tầng 4 là có bể 1 khối rồi mọi người ạ. Có một cái bồn nước 1 khối. Và ở trong này thì là cái hệ thống máy bơm nước lên trên toàn bộ 4 tầng. Tay vịn cổ trụ cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc cổ bậc cầu thang ốp đá granite. Ngăn cách giữa phần cầu thang và phần cửa chính thì ở đây chủ nhà thiết kế cho quý vị một vách CNC. Mời quý vị theo chân Ngọc Anh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà nhé. Trên tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị mỗi một tầng gồm một phòng ngủ siêu rộng. Đây là phần phòng ngủ tầng 2. Hệ thống trần thạch cao, cửa sổ thông thoáng, thiết kế 2 lớp an toàn. Đây mọi người ạ. Cái khung cửa sổ này để mà nói thực ra ấy, nó là bắn vít mọi người ơi. Nếu như mà nhà có vấn đề gì mà về hỏa hoạn chẳng hạn thì rất là ok mọi người nhé. Đây nó phải bắn vít ở đây rồi. Đó. Hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa lắp đặt đầy đủ với phòng ngủ siêu rộng 31m2, thiết kế mỗi một tầng một phòng cho nên phòng ngủ quý vị có thể nhìn thực tế. Đây, cửa phòng ngủ thiết kế cho quý vị là cửa nhựa mọi người nhé. Cửa nhựa, vân gỗ, phòng vệ sinh sử dụng phía bên ngoài. Phòng ngủ, phòng vệ sinh cũng thiết kế rất là rộng. Phòng vệ sinh đầy đủ công năng, bồn cầu, hệ thống sen tê tắm, ống chờ bình nóng lạnh. Đấy, đầy đủ hết cho quý vị, lavabo. Hệ thống điện ở đây là lượng điện lực sông Đà và nước thì là nước sạch mọi người nhé. Cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm Việt Pháp. Đây là tầng 2 rồi, mời quý vị theo em lên phía tầng 3 của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2. Một phòng ngủ rất là rộng. Tất cả các phòng đều có đầy đủ dây chờ áp, chờ điều hòa đây rồi. Phòng nào cũng có cửa sổ thông thoáng. Hướng nhà này là hướng Tây Nam cho nên quý khách hàng nào đang hợp đúng hướng Tây Nam thì quý vị có thể tham khảo, giá bán vô cùng hợp lý. Và với cái căn nhà này quý vị có thể trả trước 600 triệu đến 700 triệu tiền mặt.
Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 30 năm, tối thiểu là 3 năm. Hiện tại, lãi suất tiền gửi tại thời điểm hiện tại rất là thấp mọi người ạ. Và cái lãi suất tiền vay đồng nghĩa với việc quý vị vay cũng được giá rất là thấp. Cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm mua nhà tại thời điểm này rất là có lời rồi. Phòng vệ sinh của tầng 3 này rất là rộng. Phòng vệ sinh rất là rộng này. Lavabo này, hệ thống sen cây, gương tắm đáp ứng cái tiêu chí sử dụng cho quý vị theo từng tầng. Mời quý vị theo em lên tầng 4, tầng cuối cùng của nhà. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà thưa quý vị. Trên phía tầng 4 thiết kế cho quý vị một ô dính trời để lấy thoáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, trên tầng 4 chủ nhà thiết kế cho quý vị công năng sử dụng ở đây là khu vực để máy giặt, mà còn vẫn có cửa sổ thông thoáng ra phía đằng sau đây mọi người nhé. Đó, một phòng thờ đây, nhỏ nhắn, hợp lý. Một phòng thờ đây ạ, cho quý vị. Và phần còn lại, một phòng ngủ nữa. Thực ra cái này thì tùy mục đích sử dụng của mỗi người, nhưng với ngôi nhà này thiết kế 3 phòng ngủ riêng: phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi riêng biệt. Quý vị muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể để được đi xem nhà thực tế thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể đến xem nhà cũng như chọn lựa được những căn nhà ưng ý. Bên quy căn của Nhà Tốt thì còn rất là nhiều, cho nên quý vị có thể gọi điện để em tư vấn đúng tầm tài chính, đúng tiêu chí, đúng nhu cầu cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.